bốn phương đang hăng say lao động. Dân Việt mình cũng đang sống bình yên. Bỗng dưng xáo trộn đảo điên chỉ vì con cô vịt. Nó làm tội dưới trên phải cực ngơ. Chính phủ đề ra chủ trương không ra đường tạm ngưng hội họp, tập trung cao an toàn là chiến lược, phải ngăn ngay con Covid hại đời. Ra đường nhờ khẩu trang người ơi, rất cần thiết đeo khẩu trang người. Phát triển đất quý này chúng ta đều biết rằng hiện nay đại dịch corona đã hoành hành khắp thế giới, nó gieo tai họa khắp cả quốc gia. Vì thế chúng ta hãy cùng chung sức chung lòng đẩy lùi đại dịch này, vì cuộc sống hôm nay và vì cả tương lai của chúng ta. Ta tiên phong diệt trừ Covid, bờ lũ lầm liệt trong tư thế đương đầu, dù thức suốt đêm thâu bên nhau trôn sứ mệnh, được nhân dân yêu mến và đồng nghiệp tự hào. Đời khắc mãi công lao lương y như tư màu, ta xua tan đại dịch khắp trời bề. Bao lửa đôi đã gương màu quên mình, tam gác hạnh phúc riêng vì vang vai. Lời thề chẳng đơn sơ, cùng một lòng chống dịch. Dân yên vui ở sung ở sướng ở thế giới ngưng mộ. Ta mong ta diệt ta trừ, nhớ mong tầm mơ nhà kèn thơm nồng, đời vui nắng đẹp đời.